Ok, xin chào anh em, trở lại với kênh YouTube của Lê Đức Thắng. Và bây giờ là chúng tôi đang ở nhà thờ Phát Diệm. Đấy, đây là nhà thờ chính. Đây là cổng chính của nhà thờ Phát Diệm, đây là nhà thờ chính luôn. Ở phía trước nó là một cái hồ rất đẹp. Đấy, và kia là chắc là tháp chuông hay gì đấy. Đấy, và cổng vào nhà thờ chính này. Bum chào 500 anh em đi. Bum chào 500 em. Hello, đây cậu Bum. Nhà tôi cũng đi cùng. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong nhà thờ nhá. Nào, đi thôi. Đi thôi. Đi thôi. Ok. Đấy, thì chỗ này. Chỗ này có cổng vào đây nhưng mà người ta đóng lại và mình sẽ phải đi vào trong cái bãi rửa gửi xe đã. Kia, bãi gửi xe kia. Rồi. Đấy, ở phía trước này là một cái hồ khá là rộng. Đấy. Đây có một cái cổng vào nhưng cổng này đóng lại rồi, không vào được. Bum ơi, Bum đi gần lên đây xong rồi cho đã đi ô với được không? Trời hôm nay hơi mưa, hôm nay là mùng 1 nên là ờ, được rồi. Ok, thế Bum cầm cái ô nhá. Đấy. Đây này, tòa giám mục. À, Phát Diệm. Không bán hàng ở đây. Đây cũng có một cái cổng vào nữa. Đây có một cái cổng vào nữa nhưng mà cổng này cũng đóng cửa. Chắc ngày thường thì mới mở. Hôm nay mùng 1 nên là vắng nên là ít người đến nên người ta đóng lại. Đấy. Cũng đi gần đến đây để đã đi giới thiệu nhá. Nhà thờ Phát Diệm thì là gồm một quần thể gồm có 5 nhà thờ. Đây, ô đây này. Đây này, cái sơ đồ quần thể nhà thờ Phát Diệm đây. Thì gồm có 5 nhà thờ, 6 nhà thờ, một nhà thờ chính và 5 nhà thờ. Nhà thờ 5 và nhà thờ 5 nhà thờ xung quanh. Thì kiến trúc ở đây thì được xây dựng khá giống với cả kiểu như chùa, các cái chùa ở Việt Nam. Đấy. Cái này được xây dựng từ năm 1875 cho đến 1895. Đó, như vậy là khoảng hơn 30 năm. Hơn 30 năm anh ạ. Đấy, do Linh Mục Trần Lục, đấy, gọi là cụ Sáu xây dựng. Sau gần 30 năm, kinh khủng. 30 năm xây dựng và đến nay thì nó đã được gần 200 năm rồi. Rồi bây giờ hãy đi vào trong xem nào. Cái kiến trúc ở đây khá giống với cả chùa chiền ở Việt Nam. Thì vì có ao, có tháp chuông, có có một nhà thờ chính và 5 nhà thờ xung quanh tạo ra một quần thể. Thì cái kiến trúc đây nó khá giống với cả cái kiến trúc chùa ở Việt Nam. Cho nên là vì có ao thứ thì người ta nói rằng là đấy là do cái gọi là ở đây thì gồm có nhà thờ đá và nhà thờ gỗ. Đấy. Nhà thờ đá, đây đứng trước tôi là một cái hỗn hợp giữa đá và gỗ. Đấy, đây là gỗ này. Wow. Đây là sảnh chính. Wow. Chính đây nhà thờ chính này. Hôm nay mùng 1 gần như không có ai. Bụm ơi, ông bà đây rồi. Đấy, chỉ có nhà tôi. Trời mưa. Đấy, nên là lại càng vắng nữa. Nếu như mà trời không mưa thì chắc là hôm nay cũng đông đấy. Theo như cái lời của bác bảo vệ nói. Ờ, bà lão đấy. Bà lão với ông lão đang chụp ảnh đây. Đấy. Bà lão đang chụp ảnh cho ông lão. Đây còn thế còn đây là ai? Đây là Bum. Đây là Bum thì có phải là ông lão không? Không. Không à. Bum chứ không phải ông lão nào. Cầm ô quên ô à? À, đang hai ông bà đang tự sướng với nhau thành ra bỏ cả ô. Sương Mai đâu rồi? Mai ô của đi. Không, để bà, để cho bà. Không, đi cầm. Ừ. Để đi cầm cho ông. Ông đang mải mê chụp hình nên là ông hy sinh vì nghệ thuật. Đấy. Đây là ông Lê Bá Thái, nghệ nhân Lê Bá Thái. Năm nay đã 83 tuổi.
Đấy, cụ tôi đã thuyết phục cụ đi du lịch thay vì ở nhà cung bái. Đó. Đây là tháp chuông đúng không ạ em? Đây là cổng nhà cửa đá. Tôi đang nói dở về cái đây, bố cầm ô này. Đây có một đoàn khách nước ngoài đang thăm. Tôi đang nói dở về cái kiến trúc nó giống với cả chùa ở Việt Nam. Đấy là nó theo như lời mọi người nói thì ông linh mục này ông ấy muốn hòa hợp các cái tôn giáo, nên là ông ấy làm cái thiết kế. Ngay cả cái tháp chuông này nó cũng cái gọi là cái thiết kế của nó cũng giống với cả chùa. Đây, cái thiết kế này nó giống với chùa. Đấy, nó giống với chùa. Xa lắm chút. Ô, Búp cầm lên, Búp mỏi tay à? Mami ơi, giúp Búp mới được không? Tí nữa Búp cầm tiếp. Mami đi đâu đấy? Xem nhà thờ đá chưa? Đi. Mami sao cứ đi một mình một kiểu đấy? Đây. Thì linh mục này là linh mục gọi là không phải một mình linh mục rồi mà do các giáo dân họ xây dựng. Tại vì ở Ninh Bình thì là rất là nhiều người Công giáo nên họ xây dựng. Linh mục Trần Lục. Cái em ơi, cái nhà thờ này là gồm có quần thể gồm có một nhà thờ chính và năm cái nhà thờ nhỏ. Trong đấy có một cái nhà thờ đá là nhà thờ đá tự nhiên, còn lại là nhà thờ lẫn đá và gỗ. Thì cái này cái đầu tiên này là hoàn toàn bằng gỗ lim, cái phía sau Thế còn gọi là cái kiến trúc của nó rất giống với cả chùa ấy. Đấy. Cái Moon Garden cũng là bưng một cái nhà thờ kiểu kiểu này về. Cái Moon Garden mà hôm trước tôi giới thiệu đấy thì là cũng là một cái nhà thờ từ ở đây về đấy, từ ở khu vực này. Nó cũng là một nhà thờ theo cái kiểu nhà thờ gỗ. Đâu nhỉ? Cái nhà thờ đá đâu hả em? Đâu? Ủa? Không phải. Cái nhà thờ kia nó toàn bộ bằng đá hết cơ. Lát nữa có lẽ tôi sẽ vào cái nhà thờ chính. Bây giờ thì hàng năm vẫn có những cái hoạt động rất là hàng năm người ta vẫn có những cái hoạt động của người Công giáo về đây để mà làm lễ. Nhưng mà mình không đi đây không mở được vào đâu không ạ. Đây xem mọi người xem. Có vẫn sử dụng mà. Thì bây giờ người ta đang đóng cửa ấy. Đâu nhìn vẫn ấy mà, vẫn bàn ghế này. Đâu xem cái tìm cái chỗ nhà thờ đá đi. Chỗ đây không phải nhà thờ đá đâu. Búm thích cầm mà mọi người. Đi với dép này. Nhà thờ đá ở đâu nhỉ? À và đây nó còn có ba cái hang đá nữa. Ba cái hang đá thì là hang đá nhân tạo thôi. Đấy, cũng được linh mục thực hiện. Đi tìm đi. Cái nhà thờ đá anh thấy toàn cổng bằng đá cơ. Tôi đã về nhà thờ này cách đây khoảng độ mười mấy năm gì đó. Đấy, cho nên bây giờ không nhớ gì hết. Đây là hầm gì đây nhỉ? Đây là hang đá đấy vua. Hang đá là nơi chúa. Đây tháp chuông đây. Đây có là đây tháp chuông đây. Đây rồi, nhà thờ đá đây rồi, Mami ơi. Đây là tháp chuông, có lẽ đây là tháp chuông. Và đây chính là nhà thờ đá này. Đây có lẽ là đây là cái nhà thờ đá đấy chăng? Nghe văng vẳng xa xa là tiếng karaoke.
Đây, đây là một kiến trúc của nhà thờ đá. Có lẽ là bây giờ những cái khu này người ta không hành lễ nữa. Hay chăng? À, đá mà. Đây, vào đây đọc thử xem nào. Đây này, nhà thờ đá đây. 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 Nhà thờ đá được dựng năm 1883, dài 15m, rộng 8,5m và cao 6m. Đây là nhà thờ đá, nhà thờ đầu tiên trong quần thể được dựng để cái gì đấy? Để kinh trái tim Võ Nghiêm Đức Mẹ. Lại lại thế. Đấy, nhà thờ đá đấy, toàn bộ bằng đá. Đúng rồi. Ông đang thích chụp ảnh kìa. Rồi. Đúng rồi. Nhà thờ đá đây. I want a chi. Ok. Chi. Chi. You handsome. Đấy, thì đây là cái kiến trúc gọi là được gọi là hòa hợp dân tộc, hòa hợp các cái tôn giáo. À, đằng sau đấy chắc là người ta làm những cái để mà khi mà các giáo dân đến hành lễ đấy, Bum. Hành lễ tức là người ta đến đây để người ta khấn cầu, người ta gặp Đức Chúa Trời ấy. Ok. Bây giờ nó có cái nét rất là cổ kính nhỉ. Điều phong cổ kính. Mình có vào cái nhà, em ơi. Đi vào cái nhà thờ đá, vào nhà thờ chính một tí đi. Có lúc đấy một đoàn du lịch đứng lên thôi. Đứng ngoài à? Cái này mà có máy ảnh chụp cũng được đấy. Nhờ, em nhờ. Cái này mà có máy ảnh chụp cũng được đấy. Máy ảnh nào? Ủa? Đây, cứ thử xem. Anh không cầm ở đây. Đây, bây giờ ra thử ra nhà thờ chính thử xem là có vào được không. Lúc nãy tôi có hỏi bác bảo vệ thì bác nói rằng là mấy cái ngày nghỉ thì là thường là rất là đông. Ví dụ như là bình thường nếu mà hôm nay trời không mưa và thì cũng sẽ rất là đông. Đó. Nên là chúng tôi đến được cái ngày hôm nay vắng vẻ như này là cũng có cái hay của nó. Ồ, vừa có tiếng chuông đấy. Đây, tại vì đây có một cái tháp chuông. Tháp chuông. Đấy, được nghe tiếng tháp chuông. Kiểu một cái ụ đá, không hiểu sao kia là một cái ụ. Từ năm 1875 phong trào giáo dân đã lên rất là cao. Người ta có thể xây dựng được những nhà thờ lớn và đẹp như thế này. Đây là chính là cái tháp chuông. Đây mới gọi là tháp chuông. Ok, tháp chuông. Bây giờ là 4 giờ.
Chắc là người ta đánh theo giờ. Bụng thích nghe tiếng chuông này không? Nghe tiếng chuông hay nhỉ? Bố mẹ, cũng chào 500 anh em đây. Xin chào 500 anh em, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Boom Mê Đạt. Okay. Chúc mừng năm mới nha. Đúng rồi, chúc mừng năm mới nha. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Hẹn tạm biệt 500 anh em. Ờ chưa, chưa biết bây giờ mình mới vào đây. Wow, đây có một cây táo, à cây cây bưởi rất là xinh. Quá đẹp luôn. À đúng là không được vào. Đúng là không được vào. Được vào cây bưởi. Cây bưởi đẹp quá. Nhớ subscribe kênh của Lê Đức Thắng nhá. Đúng rồi, nhớ subscribe nhá, nhớ theo dõi kênh của Lê Đức Thắng nhá. Chuẩn luôn, Bùm nói chuẩn. Cho tiền vào đây à? Đấy là, ờ đúng rồi, chỗ để cho tiền. Chuông từ trên cái tháp chuông ấy Bùm. Đây, tất cả là bằng đá. Bùm chui qua cái hang đá cái đi, chui qua cái cổng đá cái đi. Đá rất là đẹp. Rồi chú tiếp tục. Wow, để xem để vào để ngó xem không nhà thờ trong này thế nào. Ôi, thật sự là rất là ấn tượng luôn anh em ạ. Nhưng mà trong này tối quá không nhìn gì. Nhưng mà trong này nó có những cái cột to kinh khủng luôn. Và toàn bộ là bằng gỗ. Ôi, rất là ấn tượng luôn. Nhưng mà rất tiếc là không vào được để xem. Không, Mami ơi. Cập nhật với cả Mami ơi, vào đây mà xem trong này những cái cây gỗ to kinh khủng luôn. Sự là rất ấn tượng luôn. Tiếc là mình không được vào. Ừ, tiếc là không được vào. Cái này tôi nghĩ là ở trên thế giới không có đâu. Nhờ, em nhờ. Tôi cũng đi rất nhiều nhà thờ ở trên các cái khu du lịch nhưng mà chưa có cái nhà thờ nào ấn tượng như cái nhà thờ này về cái độ về các cái gỗ này. Đấy. Gỗ và đá. Cái này là đan xen giữa gỗ và đá. Đẹp thật. Quá tự hào luôn. Ninh Bình có cái địa danh này. Ờ đáng lẽ là nên mở cho mọi người xem nhưng mà có khả năng là do cái kinh phí để mà người ta bảo vệ hoặc gì đó thì thường là nếu những người mà người ta không có cái ý thức giữ gìn ấy thì là rất là khó để mà bảo quản nên là chắc người ta mới không mở cửa ra thế này. Những cái cây ở đây chắc là những cái cây cũng rất là lâu năm rồi. Đẹp thật đấy. Ngày xưa anh chụp mấy cái ảnh ở đây không nhớ là chụp chỗ nào. Mà hồi đấy mình đến mình không nhớ được mấy cái này. Bụng một bảo là anh em nhớ subscribe kênh của Lê Đức Thắng. Đi nữa cho Mr. Thái đọc cái này. Anh em nhớ subscribe kênh của Lê Đức Thắng nha. Yeah, thank you. Thank you đi. Chúc mừng năm mới. Yeah, chúc mừng năm mới. Bye bye. Bye bye. Rồi, thế thôi nhá. Xin chào. Anh em subscribe và tiếp tục theo dõi để chúng tôi tiếp tục cập nhật đến anh em những cái địa danh trong thời gian tới. Xin chào.